Rồi, hello anh em ha. Hôm nay là 10 giờ ngày thứ 6 ngày 12 tháng 11 nha anh em ơi. Em quay lên cho anh em xem hai cặp cây siêu Bobby chuẩn nọc luôn nha anh em. Đó, hiện tại là 5 tháng nha anh em ha. Con mái 1 kg 6 rồi nha. Con trống hơn 2 kg 2 nha anh em. Chẳng anh trống là trên 3kg 3kg 3 kg nha. 3 kg 2 tới 3 kg rưỡi là ok nha anh em ha. Dáng rất là đẹp luôn. Rồi, cặp này cặp số 1 nha anh em ha. Cặp này em để giá 4 triệu nha. Giá trên bao ship tất cả mọi miền cho anh em luôn. Cặp này cặp thứ hai nha. Đó, Cặp này cũng bằng số ký với nhau luôn nha anh em Đó Con mái một ký 6 Con trống hai ký hai ha Toàn bộ hai cái bộ này là em sẽ nhận Toàn bộ gà gia công ra cho anh em luôn nha Đó Gà con cứ ra 1 tháng là em thu rưỡi con nha anh em Cả 3 tháng em thu 500 một con Đó Dẫn dấp rất là tốt Gà lớn ký ha Tụi này tương lai là mắt trắng hết luôn nha anh em ơi Đó Càng cứng gà là nó, mắt nó càng trắng ha Lưng vai khung vai rất là tốt Lồng lá ok nha rồi anh em nào cần hợp tác với em thì cứ liên hệ nha anh em ơi có tầm giữa năm là mình có thu hoạch rồi ha rồi ai có mến thả lô em chào anh em Tưởng dáng chống máy rất là đẹp luôn anh em ơi